Xin chào các bạn, video hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để các bạn có thể tháo lắp và nâng cấp được cho chiếc laptop Dell E6410H. Đầu tiên các bạn hãy lật mặt sau của máy lên cho mình. Tiếp theo thì các bạn hãy tháo pin ra ha, bằng cách các bạn gạt hai cái chốt này, đẩy vào trong, trượt pin ra. Rồi các bạn hãy tháo cho mình ba con ốc ở vị trí này, này và này ha. Sau đó các bạn hãy trượt cái phần nắp này về phía trước ha. Rồi nhấc lên. Thì như các bạn thấy, đây chính là bên trong của máy ha. Các bạn có thể vệ sinh thay keo tản nhiệt này, thay pin CMOS, nâng cấp RAM hoặc là ổ cứng. Ví dụ ở đây để mà nâng cấp ổ cứng á, các bạn chỉ cần rút cái ổ cứng này qua bên trái này. Đây chính là một chiếc HDD này. Thì nếu có nhu cầu thì các bạn hãy nâng cấp lên SSD ha. Tốc độ nó được cải thiện hơn rất nhiều nếu mà các bạn nâng cấp lên SSD á. Như ở đây thì mình sẽ không nâng SSD nhé. Còn trong video này thì mình chỉ nâng cấp RAM cho chiếc laptop này thôi. Thì như các bạn thấy này, ở đây nó có sẵn một thanh RAM này, D3 4GB ha. Để mà tháo ra thì các bạn hãy gạt hai cái lẫy này qua hai bên. Rồi nhấc RAM ra. Ở dưới nó có một cái khe cắm RAM nữa các bạn. Bây giờ mình sẽ nâng cấp RAM cho chiếc máy này ha. Các bạn đặt đúng vị trí này. Các bạn để ý nhé, nó có một cạnh ngắn và một cạnh dài. Các bạn phải quay đúng chiều, tương ứng với trên khe RAM cũng vậy. Sau đó các bạn đặt RAM vô. Ấn xuống. Hai cái khóa, hai cái lẫy ăn vô là được ha. Cái này cũng tương tự. Gắn lại ổ cứng. Gắn lại phần nắp mặt sau. Trượt lên nha các bạn. Để đúng vị trí này. Trượt lên. Bắt lại ba con ốc. Hai con ốc này chính là vị trí để mà cố định chiếc ổ cứng thôi các bạn. Cũng có tác dụng là giữ cái phần mặt sau của máy luôn. Và đây còn một con nữa nhé. Các bạn hãy gắn lại pin nhé. Các bạn đẩy vô. Như vậy là mình mới chia sẻ với các bạn cách để các bạn có thể tháo lắp và nâng cấp được cho chiếc laptop Dell E6410. Thì video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video có ích, hãy cho mình một like, một chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình và theo dõi những video tiếp theo. Xin chào các bạn.